Thưa quý vị, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC vừa bỏ phiếu để xóa đi các quy tắc trung lập Internet được ban hành dưới thời Tổng thống Obama. Quyết định này nếu được Nhà Trắng thông qua sẽ đem lại một tương lai rất khác cho thị trường Internet của Mỹ. Quy tắc trung lập Internet nhằm mang lại một hệ thống Internet bình đẳng và cởi mở, ngăn cản các nhà cung cấp Internet giới hạn lưu lượng truy cập của các dịch vụ đối thủ cạnh tranh. Khi quy tắc này bị bãi bỏ, đồng nghĩa với việc các ông trùm viễn thông được trao quyền kiểm soát giá cước, nội dung và tốc độ truy cập của khách hàng. Chẳng hạn như, những hộ dân Mỹ đang sử dụng dịch vụ Internet của Google có thể phải trả thêm phí khi truy cập Amazon hoặc Facebook. Để trả đũa, Facebook có thể sẽ khiến những đường link YouTube chia sẻ trên mạng xã hội này phát chậm hơn. Nhờ tính trung lập Internet mà những nhà cung cấp dịch vụ như Comcast hay Verizon không kiểm soát được chúng ta xem gì hay nói chuyện với ai trên Internet. Họ không thể chặn chúng ta truy cập vào một trang web bất kỳ hay làm chậm đường truyền. Một hệ thống Internet mở như vậy sẽ không còn nữa. Giả sử coi hệ thống net tập trung là nước, khi bạn trả tiền để mua nước, bạn có thể tiếp cận với nước ở bất cứ đâu. Bạn có thể lấy nước từ nhà bếp hay trong phòng tắm. Nhưng khi những quy định trung lập Internet bị xóa bỏ, công ty nước có thể sẽ yêu cầu bạn phải trả tiền thêm khi lấy nước trong khoảng từ 9 tới 10 giờ. Hay bạn có thể lấy nước trong nhà tắm, nhưng nếu lấy nước trong nhà bếp thì bạn phải trả thêm phí. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet tuyên bố sẽ không chặn hoặc hạn chế nội dung hợp pháp, nhưng họ có thể ưu tiên khách hàng trả tiền để mua gói cước. Tuy nhiên, quyết định xóa bỏ quy tắc trung lập Internet sẽ còn vấp phải rất nhiều sự phản đối.